KCON vừa rồi tổ chức tại Hồ Chí Minh, mình không có thời gian để đến đúng vào thời điểm TK tổ chức event mà chỉ đến sau đó một khoảng thời gian. Nhưng không ngờ lại có thể gặp đời này ở ngoài đời. Tất nhiên là không lại gần trực tiếp như những bạn tham gia sự kiện chính, nhưng dù sao đây cũng là một dịp không thể nào tốt hơn để chúng ta ôn lại những lần xuất hiện của Koro DK trong xuyên suốt hành trình lịch sử của anh ấy, từ khi mà anh ấy được xuất hiện vai trò này cho tới thời điểm Koro Zio, hay chính xác là movie vs Zio được diễn ra. Đâu là lần trở lại ấn tượng nhất của DK trong xuyên suốt cả cuộc hành trình của anh ấy? Video này mình sẽ sắp xếp theo thứ tự ít ấn tượng nhất cho tới lần xuất hiện ấn tượng nhất đối với mình. Và đây chỉ là ý kiến cá nhân và mình sẽ không đề cập tới lần đầu tiên anh ấy xuất hiện là trong chính series của anh ấy nhé, vì đó không phải lần trở lại. Và điều cuối cùng trước khi bắt đầu video, mình chỉ lấy những lần anh ấy trở lại với nguyên bản là Kaya Tsukasa, chứ không phải là với hình dạng Koro DK khi xuất hiện để đánh đấm cho có lệ nhé. Không dài dòng nữa, chúng ta sẽ cùng đến với top những lần trở lại ấn tượng nhất của DK.